Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 23 chủ trì hội thảo. Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 23, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 23. Tham dự hội thảo còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng nghị quyết 23 ban hành rất đúng đắn, cần thiết và có giá trị thực tiễn. Việc thực hiện nghị quyết đã đóng góp to lớn vào đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Nói về các nhiệm vụ trong giai đoạn tới, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng trong từng thời kỳ, từng nhiệm vụ phải chọn được vấn đề trọng tâm để nhấn mạnh và đoàn kết toàn dân cùng hướng đến. Trong đó, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối chủ trương và chính sách pháp luật. Nêu dẫn chứng từ các chính sách pháp luật về đất đai đang được đề xuất sửa đổi hiện nay. Bên cạnh các mặt thành công, các chính sách cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Gần 70% các vụ khiếu kiện là từ đất đai, các vụ kiểm tra, xử lý kỷ luật cán bộ cũng liên quan đất đai, đồng chí nhấn mạnh. Dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách. Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất, đo chất lượng của các chủ trương chính sách. Để làm sao đó là mọi chủ trương đường lối quyết sách của đảng, nhà nước phải xuất phát từ dân, từ lòng dân. Ngoài ra, để xây dựng phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tránh thói hư tật xấu trong đảng cũng như trong xã hội. Điều này càng được thể hiện rõ nét trong thời gian qua. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, cần tiếp tục làm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông họp phiên thứ hai. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn giám sát chủ trì phiên họp. Các thành viên đoàn giám sát cho rằng một điểm quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới là chuyển từ truyền tải kiến thức sang phát triển năng lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ việc chuyển đổi phương thức thi kiểm tra đánh giá năng lực theo quan điểm này để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục theo đúng định hướng đề ra. Giải trình nội dung này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, việc kiểm tra đánh giá năng lực theo hướng là đánh giá quá trình thông qua các hoạt động dự án. Trong điều rất là rõ việc đánh giá thường xuyên, chỉ đánh giá thông qua các hoạt động, thông qua việc giải quyết vấn đề. Khi đã giải quyết đề thì học sinh phải tự tòi khám phá phần trăm và thông qua cái đó thì giáo viên đánh giá thường xuyên. Và trong cái việc mà đánh giá định kỳ thì xây dựng ba chất đề phù hợp thì hiện nay cũng đang cố gắng theo hướng này. Một số ý kiến đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ hơn việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho các bộ môn tích hợp trên phạm vi cả nước. Khi mà xây dựng chương trình này thì rút kinh nghiệm, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới thì họ cũng không phải là tất cả môn khoa học đều có giáo viên dạy được cả 3 phân môn. Họ cũng có thể có giáo viên chỉ dạy 1 phân môn, có giáo viên dạy 2 phân môn. Cho nên tùy theo điều kiện của từng nhà trường để có thể bố trí giáo viên dạy phù hợp. Chương trình Cambridge là rất rõ, khoa học có bộ 3 phân môn lý, hóa sinh và có giáo viên dạy vật lý vẫn dạy cái phần 1 phân môn vật lý, phần hóa có thể phân môn vật hóa và môn sinh cũng là môn sinh. Nhưng mà họ phải hiểu về, họ là một giáo viên dạy môn khoa học, nhưng mà phân môn vật lý, chứ không phải là họ là giáo viên vật lý, chứ họ chỉ là thành đơn môn. Nhưng họ phải đi học thêm để họ biết về những kiến thức khác, để sau này họ vận dụng rất tốt hơn cái phần phân môn khoa học của mình. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyên đề giám sát về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông được dư luận xã hội nhân dân rất quan tâm. Mục tiêu của đoàn giám sát là nhằm chỉ ra được những mặt tốt đã làm được nhằm tiếp tục phát huy, đồng thời nhìn nhận rõ những tồn tại vướng mắc để kịp thời khắc phục, tháo gỡ để góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tập trung hoàn thành việc tổng hợp báo cáo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố phục vụ cho việc xây dựng báo cáo giám sát và chuẩn bị dự kiến các nội dung làm việc với Chính phủ, các bộ ngành trung ương vào ngày 28 tháng 3. Tài liệu gửi đến các thành viên đoàn giám sát trước ngày 20 tháng 3. Hôm nay, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Nghệ An thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thực hiện tốt nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày được nâng cao. Đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định, Nghệ An cần huy động mọi nguồn lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy vai trò người đứng đầu, tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc tại Việt Nam, Diễn đàn Năng lượng Việt Nam Séc đã được tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội với kỳ vọng tăng cường hợp tác giữa hai nước về lĩnh vực này. Ngành năng lượng của Việt Nam và Cộng hòa Séc được đánh giá có nét tương đồng khi than đá vẫn là nguồn năng lượng chính và chủ yếu cho cung cấp điện của cả hai quốc gia. Vì vậy, các kinh nghiệm của các đối tác đến từ Cộng hòa Séc trong công nghiệp điện, chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải ròng, thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu được kỳ vọng sẽ hữu ích cho Việt Nam trong giai đoạn tới. Đặc biệt với đội ngũ chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn vận hành hệ thống điện trong bối cảnh thách thức khi ngành năng lượng của Cộng hòa Séc chuẩn bị cho việc loại bỏ dần than đá khỏi cơ cấu năng lượng trong thập kỷ tới. Có thể thấy tiềm năng hợp tác về năng lượng của hai bên có rất nhiều không gian để phát triển, nhưng chưa được tận dụng đúng mức. Diễn đàn năng lượng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi để tìm ra những cơ hội, những biện pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả về năng lượng trong thời gian tới.